Kính thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, những giá trị văn hóa tốt đẹp đã được ông cha ta lưu giữ, truyền lại từ đời này sang đời khác. Ở đó, những giá trị đẹp trong văn hóa ứng xử luôn được phát huy, tạo nên các mối quan hệ hài hòa, là sức mạnh tinh thần giúp người Việt đoàn kết, vững vàng vượt qua bao gian khó để xây dựng đất nước phát triển bền vững. Cuốn sách Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và nay do Phạm Minh Thảo biên soạn, nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2021 sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những giá trị văn hóa này. Sách dày 179 trang với 3 nội dung gồm Truyền thống ứng xử của người Việt, các bình diện ứng xử của người Việt, ứng xử truyền thống và hiện đại. Tác giả đã giới thiệu, phân tích truyền thống ứng xử của người Việt trên các bình diện như ứng xử cá nhân, ứng xử gia đình, ứng xử cộng đồng, ứng xử ngoại giao, ứng xử truyền thống và hiện đại. Từ đó giúp kế thừa, phát huy truyền thống ứng xử tốt đẹp, nghệ thuật ứng xử văn hóa của dân tộc. Tác giả đã nghiên cứu về tính thực tiễn, trật tự trên dưới, quan niệm phúc đức cũng như lối suy nghĩ, lối sống chịu đựng và vươn lên trong truyền thống ứng xử của người Việt. Tiếp đến đi sâu phân tích văn hóa ứng xử của người Việt ở các bình diện như ứng xử cá nhân, gia đình, cộng đồng, ngoại giao. Từ đó chỉ ra những đặc điểm khác nhau của văn hóa ứng xử truyền thống và hiện đại, cho thấy chính hoàn cảnh lịch sử và quan niệm ứng xử, tính tự phát và tự giác trong ứng xử đã làm nên những biến đổi cơ bản trong văn hóa ứng xử. Để văn hóa ứng xử phù hợp với sự đi lên của xã hội được vững chắc, cần phải kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa tính tự giác, niềm tin và điều thiện, việc tử tế trong đời thường. Có thể thấy, ứng xử ngày nay không câu nệ theo lề lối xưa, cần loại bỏ những hủ tục, nhưng vẫn cần phải giữ được mực thước, tiêu chuẩn, cốt lõi của ứng xử truyền thống người Việt. Không chỉ biết hài hòa lợi ích cá nhân và cộng đồng, mà còn biết sống tương thân tương ái, hy sinh vì người khác, biết yêu nước, thương nòi. Dân tộc ta có hai nhà văn hóa lớn tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa ứng xử của người Việt là Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh. Dù sống ở hai thời kỳ lịch sử hoàn toàn khác nhau, nhưng đều đã gặp nhau ở một điểm, đó là lấy nhân nghĩa làm gốc để ứng xử với người, kể cả kẻ địch, và dùng nó làm chuẩn mực, làm chỉ nam trong mọi hành xử của mình. Từ tuyên bố trong Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống ứng xử tốt đẹp của dân tộc, cống hiến trọn đời mình vì độc lập của dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Có rất nhiều điều thú vị và ý nghĩa được trình bày trong cuốn sách này. Quý vị và các bạn hãy tìm đọc quyển sách Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và nay để tiếp cận những nội dung chi tiết được tác giả dày công nghiên cứu. Cùng bạn đọc sách xin chào và hẹn gặp lại!